Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là điện thoại kiêm máy tính bảng của Huawei với tên là Huawei B8 Max, đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn với tên mã là DAV703L, đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Như quý vị các bạn đã biết, Di động Cao cấp .vn đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa thay mới linh phụ kiện của điện thoại Huawei B8 Max hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa thay mới cho Huawei B8 Max phụ quý vị và các bạn. Các lỗi thường gặp trên Huawei B8 Max như vỡ màn hình, các lỗi phần cứng cơ bản trên Huawei B8 Max như vỡ màn hình, lỗi cảm ứng không bấm được, hỏng camera, máy ảnh, loa, mic, rung chuông, chân sạc, sửa lỗi mất nguồn trên Huawei B8 đều đã có phương án sửa chữa nhanh, chính xác để Di động Cao cấp .vn. Thông thường các lỗi phần cứng, phần mềm trên Huawei B8 Max đều đã được có sẵn linh kiện của quá trình sửa chữa thay mới tại Di động Cao cấp .vn. Sau đó khách hàng không phải chờ lâu, khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn, tôi tiến hành thay mới cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tháo được Huawei B8 là cảm cực hình đó, nó không hề đơn giản, nó chả dễ dàng gì đó. Mình sẽ tháo phần cứng của Huawei B8 ra để quý vị các bạn có hình dung rõ hơn về phần cứng bên trong của Huawei B8. Nó không đơn giản như là bóc thắp lưng trên Huawei B8 hay B8 Lite. Trên B8, B8 Lite bóc cực kỳ đơn giản. Chắc có lẽ đây là do lần đầu tiên mình bóc Huawei B8 Max. Sau đó quý vị và các bạn đừng cười nhé. Nghỉ một lát đã, là khó khăn.
Huawei B8 và B8 Max nó khác nhau là cái cấu hình của màn thôi, còn về cấu hình phần cứng thì nó tương đồng nhau thôi, nó không khác gì nhau các bạn ạ. Mất 6 phút rồi các bạn ạ, 6 phút loay hoay vẫn chưa mở được Huawei B8 Max. Các bạn chờ mình một lát. Chắn lần này sẽ mở được. Đó, mình nghĩ là nó sẽ giấu hai con ốc ở dưới đây. Giống như, còn nếu mà nó không giấu ốc dưới đây thì quả thực cái ngàm trên Huawei B8 Max quá chắc. Đúng như mình dự đoán, đó, nó có hai con ốc ở phía dưới này. Nó không như ở trên Huawei B8 và B8 Lite là nó nằm ốc cố định vỏ và nắp lưng. Nó nằm ở phía đuôi máy, mà trên Huawei B8 Max là nằm ở phía cuối như này. Nào mình gãy cả móng tay không mở được. Đó. Thôi, gì có lần đầu tiên. Đó. Đây là lần đầu tiên mở Huawei B8 Max. Phần cứng bên trong của Huawei B8 Max thì cũng là đây là lần đầu tiên mình xem qua để các bạn cùng mình khám phá bên trong Huawei B8 Max có những gì. À, một thiết kế rất là phù phẩm. Qua để ý chút một nhé. Đây là phần màn hình của Huawei B8 Max. Đó. Cáp màn hình Huawei B8 Max. Cáp pin. À, thông thường khi mà các bạn làm bất cứ cái gì liên quan đến phần cứng, phần mềm trên những cái mẫu đồ điện tử thì các bạn nên tách biệt khỏi nguồn, các bạn nên tắt nguồn đi các bạn nhé. Đó, mình đang tháo. Đó, để tách được nguồn của Huawei B8 thì nó chỉ có một cái cáp này thôi, đây là cáp pin. Đó, sau đó ta bị bóc cáp màn. Đây là nhân vật chính của chúng ta. À, xin lỗi các bạn, đây là nhân vật rất quan trọng của chúng ta. Màn hình của Huawei B8 Max rất là lớn này. Cáp đặt phía ngang, phía hông này. Trên bracket thì chứa phần loa trong. Đó, loa trong thì cũng giống như tất cả các mẫu điện thoại Huawei thôi. Đó, chúng ta để riêng ra. Tiếp theo đó, đây là chọn bộ bảng main của Huawei B8. Tất cả mọi thứ là phiên bản phóng to của Huawei B8 Max là phiên bản phóng to của B8. Tất cả mọi thứ đồ bên trong nó rất lớn. Đó, mình sẽ tháo tiếp bảng main cho quý vị các bạn dễ hình dung về phần cứng, khám phá luôn phần cứng bên trong của Huawei B8 Max. Đây là camera. Đó, gắn tương đối chắc. Camera sau nó gia cố rất là chắc chắn, là nó thêm một cái này để giữ gia cố đấy các bạn. Đó, camera sau, cục rung B8 Max, đây cảm biến màn hình, chân cắm tai nghe, khay sim, cụm loa ngoài. Đó, mình sẽ tháo tiếp cho các bạn.
Đây là lần đầu tiên mình tháo Huawei P8 Max. Do đó quý vị các bạn thông cảm mà nó hơi lòng ngoằng một chút. Đây là loa ngoài Huawei P8 Max rất là lớn. Đó, hang ten sóng này. Rất là loàng hoàng. Đó. Tất cả là phiên bản phóng to của Huawei P8. Từ pin, cáp, tất cả mọi thứ. Vậy là đã chiếm của quý vị các bạn 11 phút. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa phần cứng, phần mềm trên Huawei P8 Max. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay didongcaocap.vn có tất cả các linh kiện của điện thoại Huawei P8 Max nói chung và sửa tất cả các lỗi liên quan phần cứng, phần mềm trên Huawei P8 Max. Riêng đối với lỗi liên quan đến phần mềm thì chúng tôi cũng luôn có sẵn các cái file chạy fix lỗi trên Huawei P8 Max cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Một lần nữa, didongcaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei P8 Max. Dịch vụ fix lỗi Huawei P8 Max là thực hiện từ didongcaocap.vn. Những thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024-66-75099 didongcaocap.vn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang thực hiện tại didongcaocap.vn.